Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Nam Khá Auto. Ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh phía trước của xe Toyota Hiace, hay còn gọi là Toyota Cá Mập đời cũ. Cái sản phẩm này nó lắp chung với Mitsubishi Pajero V33. Đây. Sản phẩm của Denso Japan. Mã sản phẩm của nó là 447600-3070, mã QR của sản phẩm. Đây là cái mã vạch của sản phẩm này. Mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Chèn rất là cẩn thận để cho nó tiện cho quá trình quay cho anh em, thì em đã phải bỏ ra từ trước bởi vì một tay cầm một tay quay nó hơi khó. Đây, với cái sản phẩm của Denso thì bất cứ từ chi tiết nhỏ nhất đến mã đến hộp hàng nó đều có mã rất là cụ thể. Đây, với cái dàn đời này thì đến 90% là nó sử dụng R134. Đây, anh em nhìn này, cái chất dàn của Denso phải nói là cực kỳ chất luôn. Đây. Nó xìn xìn, rất xịn. Đây. Đây là dàn đúc nha anh em nhé. Nó có một đời dàn trước của dàn này, nó cũng thân nó cũng như thế này, nhưng mà cái lan của nó là lan cuốn. Nhưng mà để độ lạnh sâu thì chỉ có dàn đúc này là lạnh sâu này. Đây, cái dàn này của nó kích thước cũng gần như là vuông luôn. Chiều của nó là 22 này. 23. Cái này của nó cũng đấy, dày 10-5 đấy. Với cái độ dày này thì độ lạnh đạt chuẩn luôn. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh của xe Toyota Hiace và Mitsubishi V33. Anh em có nhu cầu cần quan tâm, tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.